Hello, xin chào tất cả anh em. Thế là đã kết thúc một năm làm việc đầy vất vả, một năm đầy thách thức. Hôm nay ngày cuối cùng làm việc ở Sài Gòn. Để ngày mai, ngày 22 âm là em sẽ về quê. Một năm qua làm được rất là nhiều điều, rất là nhiều sản phẩm đã được đến tay của tất cả anh em, bạn bè. Cầu chúc cho một năm 2023 sẽ thật nhiều thay đổi. Tuy là rất là khó khăn, rất là nhiều việc, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng từng chút một để sẽ có được một cái công việc cũng giống như là một cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Năm 2022 là năm mà em mở cái cửa hàng đầu tiên mà em đang quay cho anh em này. Đó. Tất cả rất là nhiều cái sản phẩm đã được bán ra và đây là những cái sản phẩm mà còn lại. Rất là yêu thích quạt, rất là yêu thích những cái món đồ mà mình đã lựa chọn, mình lấy về để bán cho tất cả các khách hàng. Thì như anh em có thể thấy thì cửa hàng thì còn rất là nhiều đồ. Đó. Nhưng mà như này đã là quá tốt rồi, nói chung là một năm khó khăn và được anh em ủng hộ như thế là quá tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em, bạn bè, khách hàng đã ủng hộ để cho shop 1987 Vintage Electronic cũng giống như là loa màng gỗ có nhiều cái trải nghiệm hơn về sản phẩm cũng giống như là về công việc. Chúc tất cả mọi người trong năm mới luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ, để chúng ta sẽ có những cái công việc cũng giống như là những cái cuộc sống nó tốt hơn trong năm tiếp theo đấy. Ở ngoài kia thì người ta đang bắt đầu bán hoa Tết rồi. Em thì là 22 thì là về. 22 là ngày mai. Cảm ơn cả anh em. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong 2022 vừa rồi. Chúc tất cả mọi người năm mới luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Cảm ơn cả mọi người.